Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì. Rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3 năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói ý. Chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì anh sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì. Xin nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3 năm anh có đánh giá nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc. Chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Cho dù ngày sau anh có nắng hay mưa trên đầu, em chẳng ngại điều gì nếu chỉ cần chúng ta chỉ chờ nhau. Có anh đây này, là em yêu lòng. Kể từ hôm nay anh sẽ chính thức được gọi anh. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!